Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, cùng với các đơn vị trong lực lượng hải quân, cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa đã tích cực học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều mô hình, cách làm hay trong việc học và làm theo Bác được xây dựng, nhân rộng đã góp phần không nhỏ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và triển khai đến các chi bộ xây dựng kế hoạch 5 tháng để tổ chức triển khai cụ thể, sát thực. Đối với công tác giáo dục tuyên truyền, thì đối với công tác giáo dục thì chúng tôi tổ chức học tập các cái chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với công tác tuyên truyền thì chúng tôi bên ngoài cái việc tuyên truyền trực quan thì đã tổ chức tuyên truyền bằng những cái việc làm cụ thể và trong có nhiều cái mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là mô hình tủ sách học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng tại đảo Trường Sa, lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân. Tranh thủ những phút giải lao sau giờ tập luyện hay vào những ngày nghỉ, các chiến sĩ trên hòn đảo nhỏ này lại tìm đến đây để cùng nhau đọc sách. Các đầu sách đa dạng, phong phú, đủ để đáp ứng nhu cầu đọc của các cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Với họ, tủ sách là một tài sản vô cùng quý giá. Để mỗi tuần, các cán bộ, chiến sĩ ở nơi đây lại được đọc sách, được nghe kể chuyện về Bác Hồ. Cùng với mô hình này, đảo Trường Sa cũng có nhiều mô hình nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như mô hình đảng viên dìu dắt quần chúng, vườn cây thanh niên hay vọng gác thanh niên. Đây là một trong những vọng gác quan trọng, là cầu cảng mà nhiều phương tiện thường đến ra vào nhất. Kiểm soát thì đúng theo quy định, những hàng hóa mà phải có giấy tờ và được sự chấp nhận của chỉ huy thì mới được đưa lên. Còn người ra vào thì phải có nhiệm vụ, không nhiệm vụ là không được qua lại. Đây là nhiệm vụ là được chỉ huy tin tưởng giao cho, nên là tôi rất là nỗ lực để hoàn thành xuất sắc và được cấp trên tin tưởng và giao những nhiệm vụ khác. Khi ra đây được giao nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức của Hồ Chí Minh. Tôi luôn cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao, cố gắng để giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đảo Trường Sa, lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân đã cụ thể hóa bằng các chương trình, mô hình thiết thực, hiệu quả. Sau mỗi tuần, mỗi tháng triển khai đều được thực hiện đánh giá và báo công ngay tại đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Đại úy Lý Quý Cường là bí thư chi bộ, chính trị viên cụm chiến đấu 2, Đảng bộ đảo Trường Sa. Với anh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải bằng những việc làm xa vời, to lớn, mà bằng chính ngay những việc làm cụ thể từ trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Đối với bản thân tôi thì cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi luôn là quán triệt sâu sắc các cái chỉ thị, nghị quyết hướng dẫn của trên về việc học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là đối với bản thân tôi thì luôn xác định rằng làm theo Bác là điều quan trọng nhất, bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, không ở đâu xa vời cả. Và chúng tôi xác định trong cái công việc, trên nhiệm vụ chức trách được giao, trong công tác quản lý bộ đội, trong việc xử lý các tình huống, trong công tác xây dựng mối đoàn kết. Và ví dụ như từ những việc đơn giản nhất như động viên anh em trong thực hiện nhiệm vụ, rồi tổ chức cho đơn vị chấp hành các cái quy định về tiết kiệm điện nước, cũng là một cái biện pháp rất là thực tế để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, các chi bộ thường xuyên gắn mọi hoạt động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng cao. Vai trò,
của Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên và Hội đồng Nhân dân được phát huy tốt. Chi bộ cũng đặc biệt tập trung, tăng cường lãnh đạo đối với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, đã có nhiều tấm gương điển hình về thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi năm có ít nhất một chiến sĩ thi đua và 1-2 chiến sĩ tiên tiến được các cấp khen thưởng. 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật xây dựng đơn vị chính quy, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Chi bộ xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ đặc biệt góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Do đó trong thời gian vừa qua thì chi bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt là về chỉ thị 05. Bên cạnh đó thì tăng cường công tác xây dựng tổ chức cấp ủy và tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành đơn vị, thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong chi bộ, lãnh đạo đơn vị, chỉ huy, điều hành các hoạt động của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của các tổ chức, quần chúng như Ban chấp hành chi đoàn và tổ chức Hội đồng quân nhân, góp phần quan trọng vào cái quá trình xây dựng đơn vị. Có thể thấy các kế hoạch chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị bằng những tiêu chí phấn đấu cụ thể phù hợp với từng cá nhân, vị trí công việc đã đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành hoạt động thường xuyên, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực trong từng lời nói, việc làm. Để từ đó giữa vùng biển trời của Tổ quốc, những câu chuyện, hình ảnh và những lời dạy của Bác trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh cho mỗi chiến sĩ nỗ lực, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thiêng liêng của Tổ quốc. Và cũng bằng những cách làm hiệu quả thiết thực ấy, mà việc học và làm theo Bác trên quần đảo Trường Sa ngày càng được lan tỏa rộng khắp, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong toàn đảng bộ. Qua đó giúp các cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, xác định tốt nhiệm vụ của người cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo thiêng liêng, luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đúng như tinh thần, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân. Kết quả của việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái việc thực hiện chỉ thị 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì phải nói rằng cấp ủy chỉ huy các cấp của đảo đã quán triệt và triển khai tốt nội dung này. Kết quả đạt được là cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Khắc ghi lời Bác dạy, lớp lớp cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa như được tiếp thêm sức mạnh, trụ vững giữa biển khơi bao la, thực sự là điểm tựa vững chắc để phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.